Chào các chế. Hôm nay chương trình một sản phẩm tôi xin giới thiệu sản phẩm CAO ATISO nước. Hôm nay là sản phẩm của Việt Nam. Đây sản phẩm chuyển ra từ hãng này là hãng ở Lâm Đồng. Các chế có thể thấy này. Đây là địa chỉ này. Rồi dấu này. Các chế có thể thấy đây là một hộp, một thùng 40 hộp. Các chế thấy này, 10ml này. Đây, thì các chế như này, CAO ATISO này, thành phần 95% là ATISO, lá ATISO tươi, lá ATISO khô và cộng ATISO, đường thì có 5% thôi nhé. Dùng cho mọi đối tượng, CAO ATISO nước dùng tiện lợi hơn pha với nước hay uống trực tiếp hoặc pha với rượu tùy chọn. Đây. Đây là các công dụng của nó và sản xuất của nó đây. Các chế gì là nguyên thùng này. Rồi, đây là địa chỉ này, mã vạch 40 hộp nhân 10 nhân 10 tuýt này, địa chỉ này. Rất rõ ràng. Sau đây tôi sẽ mở hộp sản phẩm các chế nhé. Thì CAO ATISO này có thể dùng được rất nhiều việc, thải độc gan này, bia rượu này, tăng cường sức đề kháng này. Vậy là rất nhiều công dụng. Đây, tôi sẽ lấy một hộp ra các chế nhé. Đây là mẫu hộp ATISO dạng nước. Các chế có thể thấy đấy, CAO ATISO dạng nước. Đây là hình ảnh sản phẩm mới nhất đây. Hạn sử dụng 2020, có thể hơi mờ các chế không nhìn thấy nhưng đây rất rõ này. Rồi, đây là tem. Cái tem của cái nhà sản xuất này thì có vẻ là không được tốt lắm. Hay bị bong các chế nhá. Đây sản phẩm của Việt Nam rồi, vậy các chế yên tâm là hàng chuẩn luôn. Đây thành phần 95% là ATISO này. Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Chúng ta có thể pha với nước uống trực tiếp hoặc có thể pha với rượu. Đây sản xuất tại Đà Lạt đây, mã vạch đây, số giấy phép đăng ký đây. Đây. Hộp rất đẹp. Sau đây là tôi sẽ mở hộp cho các chế nhé. Đây. Cái tem này rất dễ bóc lên ra, rất hay bị bong các chế nhé. Đây là mẫu mới của nhà sản xuất. Đây. Đây các chế đây. Đây là 10 ống ATISO dạng nước. Các chế nhá, 10 ống ATISO dạng nước. Rất phù hợp, chúng ta bẻ đầu này và uống chỉ có 5% là đường thôi, do vậy rất yên tâm. Mùi nó rất là dễ chịu, đặc vị của ATISO. Đây, các chế nhìn rất rõ đây, 10 ống. Thì shop có nhận đặt hàng theo thùng nhá. Các chế có thể nhắn tin theo số điện thoại 0973 32 3237 để lấy sản phẩm, hoặc để lại comment dưới tôi sẽ trả lời. Thì các chế khi xem video xong, các chế nhớ chia sẻ và đăng ký video cho shop để shop làm các video tốt hơn. Đặc biệt nhớ chia sẻ, mua hàng, nhận hàng kiểm tra thoải mái, gửi tiền. Sản phẩm này đặc biệt CAO ATISO này nhá, người Hàn Quốc rất thích dùng, khách người Hàn Quốc rất nhiều. Hãng này, ATISO Việt này, các chế có thể lên trên mạng tìm biết cái hãng này sản xuất ở đâu. ATISO Việt công khai luôn, giá thành thì nhà phân phối. Đây sản phẩm của Việt Nam làm rất đẹp và sắc nét. Sản phẩm này thì người ta thường mua biếu cho những người già, người cao tuổi, thanh niên uống cũng được. Đây là sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao các chế nhá. Do vậy là chúng ta có thể mua ủng hộ là công ty Thanh Uyên. Các thứ đã được tiêu chuẩn đánh giá rất rõ ràng. Thì như vậy là tôi đã mở hộp xong sản phẩm CAO ATISO nước của công ty ATISO Việt. Một hộp này gồm 10 tuýt 10ml x 10 tuýt trên một hộp.
sản phẩm là hộp rất dễ sử dụng, chỉ cần bẻ cái nắp ra là chúng ta có thể uống. Cảm ơn các chế đã xem video. Chào các chế.